Kem sẹo sữa caheo có thực sự hiệu quả hay không? Làm thế nào để phân biệt được hàng thật và hàng giả? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được Khoa Beauty chia sẻ từ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Trong video ngày hôm nay, Khoa Beauty sẽ review tới mọi người mẫu kem trị sẹo mới nhất và chuẩn nhất của kem sẹo Scaheo. Một dòng kem sẹo vô cùng nổi tiếng của Mỹ, chuyên điều trị hiệu quả các loại sẹo thâm, sẹo lõm, sẹo lồi và sẹo phẫu thuật lâu năm. Nói qua về công dụng của sản phẩm này một chút nhé. Kem sẹo Scaheo có hai dòng. Một, kem trị sẹo Scaheo Zetique dành cho điều trị sẹo thâm và sẹo lõm. Hai, Renovasil dành cho điều trị sẹo lồi. Đầu tiên, mình sẽ đi vào mẫu Scaheo Zetique. Scaheo Zetique là kem trị sẹo dành cho sẹo lõm, sẹo thâm, sẹo loang, sẹo trắng, kể cả sẹo lâu năm như là sẹo do mụn, do thủy đậu, do côn trùng, do bỏng, do chấn thương. Về thành phần của Scaheo thì mình thấy khá là đặc sắc. Kem trị sẹo Scaheo Zetique có chứa rất là nhiều hoạt chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ như là colquicumin, glucosamine và chiết xuất từ củ hành tây nên có khả năng phục hồi, tái tạo lại da một cách nhanh chóng. Tiếp theo là sự góp mặt của vitamin A, vitamin E, vitamin C có công dụng kháng viêm, loại bỏ sắc tố melanin, giúp tăng sinh collagen nên giúp xóa mờ thâm, xóa sẹo loang, cân bằng sắc tố da và lấp đầy vết lõm trên bề mặt của da. Còn về dòng kem chuyên trị sẹo lồi sẽ phải đại Renovasil. Ngoài những thành phần trên thì em này còn có thêm một hoạt chất có thể làm mềm sẹo, làm xẹp mô sẹo lồi, làm giảm đau, giảm ngứa cực kỳ hiệu quả, đó chính là silicon. Hoạt chất này khá là an toàn và lành tính cho da. Về hiệu quả thực tế mà kem sẹo này mang lại đó chính là: đối với các vết sẹo mới, nếu như mà kiên trì sử dụng kem sẹo sau 2 tháng thì hiệu quả lên 95%. Còn đối với sẹo cũ và sẹo lâu năm thì cần phải dùng kem sẹo liên tiếp sau 4 đến 5 tháng thì sẹo sẽ giảm được tầm 85%. Còn về thời gian cụ thể thì còn phụ thuộc vào tình trạng sẹo của từng người. Sẹo nông tổn thương da ít thì phục hồi da nhanh. Còn đối với sẹo sâu tổn thương da nhiều thì cần nhiều thời gian hơn. Nhưng mà mình chắc chắn một điều đó là trong số tất cả các dòng kem sẹo hiện nay thì kem sẹo Scaheo chính là dòng kem sẹo mang lại hiệu quả cao nhất. Và để mua được kem sẹo Scaheo thì mọi người chỉ cần tra tên của sản phẩm là sẽ ra rất là nhiều nơi bán. Thế nhưng điều khó nhất là làm sao để mua được hàng chuẩn dùng. Bởi vì hiện tại trên thị trường dòng kem trị sẹo này quá nhiều. Hàng thật, hàng giả lẫn lộn và giá cả thì chênh lệch nhau quá nhiều. Và đã có vô số khách hàng phản hồi lại là mua phải hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Về không những là không dùng được mà phải bỏ đi vì da bị kích ứng. Vì thế nên ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết về cách phân biệt hàng thật và hàng giả. Đầu tiên là đối với phần thiết kế tem của sản phẩm. Sau đây mình sẽ chỉ ra điểm khác nhau cơ bản ở phần tem. Đối với mẫu hàng chuẩn, mẫu mới có tem màu vàng. Còn đối với mẫu hàng giả thì chưa làm nhái thôi được tem vàng như thế này mà vẫn ở tem màu xanh. Điểm khác nhau thứ hai đó là sự khác nhau ở chi tiết thiết kế. Đối với mẫu hàng chuẩn thì vỏ tuyết kem chắc chắn, chữ in rõ nét. Ở dưới phần đáy vỏ lọ có in hạn sử dụng, mã số lô, được dập nổi màu trắng. Còn đối với hàng giả thì vỏ tuyết kem dễ bị bong chóc, chữ in mờ nhạt. Mẫu hàng giả cũ thì dưới đáy vỏ lọ chỉ có in hạn sử dụng mà không có mã số lô. Hay nếu như mà có in mã số lô thì in bằng chất liệu mực đen nhìn rất là thô sơ và đơn giản. Nhưng mà chi tiết này hiện giờ cũng đã thay đổi rồi. Bởi vì do bị truyền thông phát giác khá nhiều cho nên hàng giả, hàng nhái giờ đã thay mẫu mã y như hàng chuẩn. Đó chính là ở dưới đáy vỏ lọ đã có in dập nổi đầy đủ cả mã số lô và hạn sử dụng. Bởi thế nên hiện giờ chi tiết này không còn là cơ sở chuẩn xác nhất để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả nữa. Và một điểm khác nhau cơ bản nhất, quan trọng nhất giữa hàng thật và hàng giả đó chính là chất kem. Đối với mẫu hàng chuẩn của dòng kem sẹo Scaheo Zetique thì chất kem có màu vàng nhạt như quả bơ chín non. Chất kem mịn, dễ thẩm thấu vào da và khô nhanh khi bôi. Không có mùi thơm nồng, không có mùi thơm hắc mà chỉ có mùi hơi nồng của thành phần dược. Còn đối với mẫu chuẩn của dòng kem sẹo Radovasil, kem trị sẹo lồi thì chất kem màu gel trong như nước lọc. Còn đối với hàng giả thì chất kem màu trắng tinh, đặc, không khác gì kem đánh răng, có mùi thơm hắc. Khi bôi lên da gây cảm giác bết dính và có thể gây kích ứng cho da. Bên cạnh đó, kem trị sẹo giả được bán tràn lan trên thị trường với giá khá là rẻ. So với hàng chuẩn thì có thể chênh lệch nhau tới cả hơn 100.000. Mà có một thực tế đó là đa phần khách hàng của chúng ta vẫn luôn thích hàng rẻ nên rất dễ mua phải hàng giả và hàng nhái. Đôi khi thấy hàng chuẩn bán giá cao hơn thì mọi người lại lo sợ bị mua phải hàng đắt. Thế nên mình mong rằng mọi người cần phải tìm hiểu mọi thông tin về sản phẩm thật là kỹ và phải tìm đúng địa chỉ uy tín để tránh bị lừa đảo, tiền mất tật mang.
Tóm lại thì mình thấy kem trị sẹo Skin Health là một trong những dòng kem trị sẹo chuyên sâu khá là hiệu quả và an toàn, nhưng chi phí cũng khá là hợp lý, cho nên mọi người có thể an tâm sử dụng ạ. Nếu như bạn nào có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm hay mua kem trị sẹo Skin Health chính hãng thì có thể truy cập vào website hoabeauty.vn hay liên hệ theo số hotline của công ty 0985 229900. Xin chào và hẹn gặp lại!